Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Vâng, những câu thơ trên trích trong bài thơ Yêu của Xuân Diệu, một trong những nhà thơ nổi tiếng của phong trào thơ mới Việt Nam, với những bài thơ tình say đắm nhiều người yêu thơ. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ ngày 15 tháng 3, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đã tổ chức một hội thảo mang tên Xuân Diệu với Văn hóa Dân tộc. 15 tập thơ, 5 tập tiểu luận và văn xuôi của Xuân Diệu đã được Nhà xuất bản Văn học tập hợp in thành 6 tập gồm 6.000 trang sách, là một di sản đóng góp lớn lao cho nền văn hóa dân tộc nước nhà. Trong sự nghiệp sáng tác, bên cạnh khối lượng thơ đáng kể, Xuân Diệu còn để lại một di sản văn xuôi chủ yếu ở mảng phê bình, nghiên cứu. Hội thảo có 20 tham luận của nhiều nhà nghiên cứu, nhà thơ, nhà phê bình văn học nổi tiếng đến từ mọi miền đất nước. Đa số đại biểu tham dự hội thảo đều ghi nhận Xuân Diệu xuất hiện trên văn đàn lúc mới 19 tuổi và nhanh chóng trở thành một gương mặt tiêu biểu của phong trào thơ mới trong giai đoạn phát triển rực rỡ nhất 1936 đến năm 1939.